Em đi mua đồ. Hiện đồ tại gì? Đi mua đồ. Đồ gì? Đây, đồ trên xe đây. Đồ đây không cần thiết. Ủa, đồ đây là không phải thiết yếu. Ông mua bánh mì mà thiết yếu cái gì? Đoạn clip ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch trên đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Một nam thanh niên đi đường thì bị chặn lại kiểm tra hành trình. Sau khi anh xuất trình giấy tờ, giải thích lý do ra đường và không biết việc chốt chặn, cán bộ kiểm soát dùng lời lẽ miệt thị: "Mày ở trên núi xuống đúng không?" và cho rằng mua bánh mì là không thiết yếu. Mày trên núi mới xuống mà sao vậy? Hả? Trên núi mới xuống đúng không? Phải trên núi xuống không? Dư luận càng bức xúc hơn khi cán bộ chỉ tay vào mặt người dân, thách thức sẽ gọi cho chủ dự án nơi công nhân này làm việc, dọa cho nghỉ việc. Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Hòa cho biết, qua xác minh ban đầu, đoạn clip này được quay ngày 18 tháng 7 do một cán bộ phường ghi lại để làm bằng chứng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Nguyễn Sĩ Khánh đã yêu cầu phường Vĩnh Hòa chấn chỉnh lại hành vi của cán bộ phường, đồng thời chỉ đạo chủ tịch các phường trong thành phố kiểm tra nhắc nhở hành vi ứng xử và hướng dẫn người dân chấp hành tốt chỉ thị 16. Lá bắt luôn. Cái lương thực thực phẩm nhà nước cho ra đường mua cái loại vật, mua cái mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì nó phải là thực phẩm, nó phải lương thực. Mà em cứ nói là bánh mì á là lương thực của em.